đức mỏng, quyền cao, công lao ít mà hướng nhiều, tất đều sẽ gặp họa. Những năm gần đây xuất hiện một hiện tượng rất phổ biến, đó là có người ban đầu kiếm tiền rất dễ dàng, nhưng sau này lại tán gia bại sản. Chúng ta hãy thử suy nghĩ, vì sao có nhiều người trẻ, tài giỏi lại chết sớm? Vì sao có người vừa được nổi tiếng liền qua đời ngay sau đó? Một số quan chức hay bị đau ốm nặng ngay khi được thăng tiến. Và có người vừa xây xong nhà thì lại bị tai nạn qua đời. Tất cả những chuyện này đều liên quan đến bốn chữ đức bất phối vị, nghĩa là đức hạnh và địa vị của một người không tương xứng với nhau. Phúc báo của một người phải tương xứng với cống hiến của họ. Ngược lại, một người có đức mỏng không tương xứng với những gì nhận được thì không sớm cũng muộn sẽ gặp đại họa. Hết thảy sự giàu có, trí tuệ, địa vị của chúng ta được tổ tiên ông bà gọi bằng một chữ vật. Kỳ thực, vật này cũng chính là phúc báo. Có câu rằng, hậu đức tái vật. Ý nói khi chúng ta có đức dày thì mới có thể mang tải được vạn vật. Ngược lại với điều vừa nêu trên chính là câu đức bất phối vị. Vị này chính là sự đãi ngộ, ý thức rằng đức hạnh của một người không tương xứng với phúc báo của mình. Ví như một cái bàn, nó chỉ có thể chịu được sức nặng 10 cân, nhưng chúng ta lại đặt lên nó trọng lượng 15-20 cân, thử hỏi chuyện gì sẽ xảy ra. Nó sẽ bắt đầu rung lắc, biến dạng, nứt vỡ và rồi đổ sập. Vậy mới nói, tiền bạc, quyền lực, danh vọng đều là những phúc báo hay phước lành của mỗi người, nhưng chúng ta cũng là những vật đè ép lên bản thân. Liệu bạn có gánh đỡ nổi không? Dựa vào cái gì để gánh đỡ? Chính là dựa vào đức hạnh, dựa vào giá trị mà bạn đóng góp cho xã hội. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có câu: tài sản trăm lượng phải là nhân vật trăm lượng, tài sản ngàn lượng phải là nhân vật ngàn lượng. Nếu một người vô cớ hưởng thụ một cách không giới hạn, thì sớm muộn gì phúc báo cũng sẽ cạn kiệt và rồi tai họa sẽ ập đến. Khi có phúc báo thì không phải đi kiếm tiền nữa, mà tiền sẽ tự tìm đến bạn. Cổ nhân thường nói, người đi kiếm tiền đi bằng hai chân, tiền đi kiếm người đi đến tám chân. Chính là đạo lý này. Tại sao nhiều người giàu có lại ăn mặc vô cùng giản dị? Vì tâm của họ rất khiêm tốn. Họ càng sử dụng những món đồ đơn giản thì càng cảm thấy trong lòng thoải mái và yên ổn. Trước khi tận hưởng những điều này, bạn cần phải tự hỏi mình rằng, những gì mà bản thân đã đóng góp cho xã hội có gánh nổi những thú vui vật chất này không? Nếu không thì tức là bạn đang tiêu hao phúc báo của chính mình. Bản thân không kiếm được một xu mà cứ một mực đòi thứ tốt nhất, tất nhiên phúc báo sẽ cạn kiệt. Những người lớn tuổi thời xưa thường hay nói giảm phúc giảm thọ, chính là đạo lý ấy. Tuổi thọ và phúc báo đều là năng lượng, cơ thể con người chính là một dạng năng lượng như thế. Vậy, loại tình yêu mà chúng ta dành cho con trẻ hiện nay là hoàn toàn trái ngược với lẽ thường. Bạn càng yêu thương, chúng càng dễ ốm đau, càng bảo bọc che chở thì chúng lại càng dễ gặp nạn. Vì sao hiện nay có nhiều người trẻ dưới 30 tuổi lại qua đời sớm? Vì sao có quá nhiều căn bệnh ác tính bộc phát như vậy? Bởi vì phúc báo, năng lượng của họ đã bị tiêu hao quá nhanh mà không hề hay biết. Vậy nên một người ăn uống đạm bạc, dùng đồ giản dị quả thật là có ích. Chỉ cần hiểu được đạo lý này mới biết làm thế nào để theo đuổi phúc phận, làm sao để có thể an tâm mà hưởng phúc. Hãy nhớ rằng, đức không xứng với vị, tất sẽ gặp họa. Đức mỏng mà quyền cao, trí tuệ thấp kém
mà nuôi nhiều tham vọng, năng lực nhỏ mà đảm nhiệm trọng trách đều là không cân bằng, đều là mầm mống cho tai họa về sau.